nâng cao nha em. Ở đây là mình đang viết dùng ngữ pháp nâng cao. Ở đây nè, ở đây mình có cái danh từ nè. Ở đây là danh từ. Mình bôi cái này đi. Đây là danh từ. Nó là danh từ đúng không? Danh từ sự vật sự việc. Rồi ở đây ta sẽ có cái gì đây? Which hoặc là gì? That gọi tới gì đây? Be V3 ID. Rồi, be V3 ID thì cái chỗ này nè. Cái chỗ này nè. Cái chỗ này là mệnh đề quan hệ, được chưa? Rồi bây giờ mình muốn rút gọn mệnh đề quan hệ thì mình bỏ cái gì đây? Mình bỏ cái này đi. Mình còn V3 ID thôi. Được không? Rồi chưa? Tiếp tục bắn like, bắn tim đi mọi người ơi, cho đủ 10.000 luôn. Rồi tiếp tục nha. Rồi ở đây mình sẽ nói là rồi những cái bạn mà độc giả trên internet hoặc là độc giả trên mạng sẽ có những cái đánh giá không đúng về những cái sự kiện được đăng tải trên trên nền tảng công nghệ như là Facebook hoặc là TikTok. Rồi đây mình đưa ra ví dụ được nè. Rồi chẳng hạn như mình đưa ra, chẳng hạn như cái một cái bài báo nào trên TikTok, các bạn đưa ra một cái bài báo nào for example gì đó, các bạn đưa ra ví dụ. Hoặc là nếu mà các bạn không đưa ra ví dụ thì các bạn có thể là đưa ra một cái giải thích tiếp theo nữa là xong, vậy là được rồi. Ở đây mình đang nói là những cái đánh giá không chính xác, thì bên đây mình sẽ làm rõ nè, mình sẽ đưa ra một cái ví dụ nói về những cái đánh giá không chính xác. Thí dụ như là người nào thế hệ trẻ hay người ta sẽ đánh giá cái sự việc này nó không chính xác thì nó sẽ gây ra cái hậu quả gì. Giờ nghĩ ra thêm một cái ý, nó là gây ra cái hậu quả gì đây? Đánh giá không chính xác thì nó sẽ gây ra hậu quả gì? Rồi nó những cái đánh giá này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần thể chất. À cái này hay nè, sức khỏe tinh thần, ví dụ như mình nói xấu những cái bài đó mà nó không kiểm duyệt, hoặc là mình bêu xấu bêu nhỏ danh dự của ai đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, những người khác sẽ nghe theo và xem xét kỹ là đúng hay sai. Nói chung chung quá, bây giờ mình sẽ cụ thể hơn nữa ha. Mình đưa ra một cái kết quả là ở đây các bạn tìm nào, các bạn nào có thể tìm được cái ví dụ, ở đây mình đã tìm được một cái ví dụ về một cái bài viết nào đó, đúng không? Ở đây mình có thể đưa ra ví dụ nè, ví dụ thì các bạn tìm được một cái bài viết nào đó thì các bạn đưa vào đây, còn không thì các bạn có thể đưa ra một cái kết quả ở đây là được rồi. Đây bao nhiêu từ rồi? Rồi để coi coi. Này mới 47 từ thôi. 60 từ rồi, chúng ta đưa thêm câu này nó cho nó lên được khoảng 90 từ. Một phương pháp chữa bệnh sai lệch gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Coi chừng em gây, em bị off topic nha. Em nói về sức khỏe là em bị off topic cho cái idea này. Em nên đưa cái đó vào cái phần idea 2. Gây ra sự đáng cả của những cái luồng. Rồi điều này nó sẽ gây ra. Bây giờ mình lấy cái kết quả của bạn này. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Ok, mình sẽ nói là do đó as a result when, khi mà những cái độc giả mình nói là gì đây, khi mà tiếp xúc, when gì tiếp xúc, bữa mình mới chỉ các bạn nó when being exposed to những cái trang báo gây hại đi đó, những cái trang báo hại đi, to gì, harm, những cái trang báo gì đây, harmful, những cái tin tức gây hại, internet based news, thì mà mọi người, những người dùng internet, internet user đúng không? Những cái người sử dụng internet sao sẽ sức khỏe của họ, sức khỏe gì, mental
ở đây quên nhầm, ở đây giống phải là mental. Mình có thể nói là những người dùng này sẽ gặp phải những cái sẽ có thể mình có thể nói là gì sẽ sức khỏe tinh thần, à, cái ý của bạn kia đâu rồi, ảnh hưởng tiếp xúc. Ở đây mình có thể dùng cái từ khác nha, điều này, this. Alo alo, mọi người hiểu chỗ này chưa? Cái từ this ở đây á là điều này ha, ở đây điều này sẽ, điều này sẽ, hoặc là có thể là bị phải như, hoặc là suffer from, giống như các bạn đây mình nói là internet user might suffer from a mental health issues, đó sẽ gây ra những cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và sức khỏe tinh thần nghiêm trọng. À, khi mà sức khỏe tinh thần nó nghiêm trọng, gây ra những cái vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì nó sẽ dẫn đến cái điều gì nữa các bạn? Thì cái người này người ta khi mà người ta bị mình có thể liệt kê đây nè, có thể gì đây bị stress đi, mình cụ thể ra một tí đi, mình có thể nói là bị suffer from gì đây, suffer from stress and trầm cảm chẳng hạn, depression đó, ok đó. This suffer on strength. Rồi ở đây để coi mình ID này được bao nhiêu từ rồi ha, 80 từ là chúng ta có thể ngắt được rồi. Ai mình bôi mấy cái chỗ này đi, cho bỏ mấy chỗ này đi cho nó đỡ rối. Rồi ở đây, rồi ở đây chọn một trong ba từ nối ha, ví dụ như firstly thì nó sẽ tính, thôi bỏ từ này đi, dùng cái từ rồi ok. Rồi, ngay chỗ này là sau cái câu này là supporting sentence ha, câu này là gì đây, explain giải thích. Giờ cái câu tiếp theo nó cũng là gì đây, explain luôn. Cái câu tiếp theo thì chúng ta cũng là gì đây, mình không dùng nó, mình có thể dùng là explain. Ở trong cái explain này mình có đưa ra ví dụ nào, ví dụ đây mình nói là liên quan tới Facebook và TikTok ha. Rồi rồi để mình đếm có bao nhiêu từ, rồi ở đây mình đếm lại 47 từ, tiếp theo 64 từ, 82 từ, ok 82 từ. Rồi như vậy mình đã xong phần thân bài ha. Rồi tới đây mọi người hiểu rõ chưa? Và mọi người có thắc mắc vấn đề gì nữa không? Rồi, khi mà nó dừng đây, ở đây mình có thể dùng cái kết quả nè, điều này quyết gì, quyết gì, quyết quyết little gì, little gì, họ giảm đi cái gì đó năng suất lao động, these gì, những cái người này, these people gì, reducing năng suất lao động của mình, năng suất là labor productivity. Ở đây thêm bao nhiêu từ nữa? Đã 82, 82 thêm đóng này nữa là được khoảng 9 từ, 9 với 82 là 91 từ. Ok đẹp rồi. Resolving cũng được ha. Nếu mà không thích dùng little thì có thể dùng resolving cũng được. Ở đây có thể dùng gì đây? Resolving. Resolving. Rồi tới đây mọi người hiểu chưa? Rồi tất cả những cái câu này nè, từ cái chỗ this này cho tới cái chỗ productivity á, ở chỗ này là những cái chỗ mà chúng ta sẽ giải thích và chúng ta sẽ có ví dụ làm rõ cho cái ideas một ha, làm rõ cho cái ý chính. Và tất cả những cái câu văn của chúng ta, những cái từ mà chúng ta viết ở trong đây nè, nó phải liên quan đến cái ý một, là mình phải giải thích là tại sao nó là những cái thông tin này nó không phải chính xác, mình phải làm rõ, mình phải thuyết phục người chấm. Degrees nó giống như reduce rồi, muốn chọn nào cũng được. Rồi tới đây mọi người đã rõ chưa? Còn thắc mắc cái vấn đề gì nữa không? Giờ mình sẽ đọc lại tiếng Việt cho các bạn hiểu ha. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là tất cả những thông tin trên các trang báo mạng á không phải lúc nào cũng chính xác. Rồi tiếp tục, điều này là bởi vì mọi cá nhân có thể viết bất cứ những cái bài báo gì
mà những bài báo này không được kiểm duyệt bởi những người có trình độ chuyên môn sâu, chuyên môn cao trong cái lĩnh vực này. Và sau đó đăng tải những cái bài viết này lên các diễn đàn internet. Đúng không? Đó là xong rồi đó, tiếp tục chúng ta giải thích tiếp nè. Những cái người đọc trên mạng, các người đọc trên mạng sẽ có những cái nhìn nhận, những cái đánh giá không chính xác về những cái sự kiện được đăng tải trên các diễn đàn như là TikTok và Facebook. Do đó, as a result, có nghĩa là do đó, as a result các bạn có thể dùng từ nào? Ví dụ như có thể dùng từ nào thay cho as a result? Therefore, hoặc là gì? Consequently. Đó, do đó, khi tiếp xúc với những cái tin tức mà nó gây hại như thế này nè, tin tức trên internet nó gây hại, thì những người dùng internet sẽ gì? Bị trầm cảm, bị stress. Đúng không? Và khi mà họ bị stress và trầm cảm thì họ sẽ bị như bị gì nữa? Họ sẽ gì? Họ sẽ giảm đi cái năng suất lao động của mình. Ok chưa? Deteriorate. Ok được ha. Ok, tới đây mọi người đã rõ chưa? Tặng tim tặng like cho đủ 9.000 luôn đi, rồi tới đây mình nói sơ thêm khoảng 10 phút nữa rồi mình nghỉ nha mọi người. Ở đây các bạn có thắc mắc cái vấn đề gì nữa không? Ví dụ như là cái chỗ nào nó chưa rõ, cái từ nào nó chưa rõ. Để xem lại những cái video này á, thì mình sẽ đăng cái video này trên cái kênh YouTube. À, mình có ghi hình trên laptop và cái hình ảnh nó sẽ là hình ảnh full HD cho mọi người xem, dễ hơn là mình xem trên điện thoại. Em sắp ngủ, cố gắng 10 phút nữa em ơi, 10 phút nữa rồi mình sẽ nghỉ nha. Rồi tới chỗ này các bạn đã hiểu chưa? Các bạn có vấn đề gì nữa không? Mười phút nữa, ok, như vậy là mình đã xong cái phần ID 1. Như vậy là chúng ta đã xong ID 1 nè. Đây là mình tô cái màu nào để cho nó dễ như này, kiểu như màu xanh. Rồi cái này là ID 1 chúng ta đã xong ha. Vậy là xong cái phần thân bài 1. Rồi qua cái phần thân bài 2 các bạn tự luyện tập nha. Thân bài 2. Rồi qua thân bài 2. Thân bài 2 thì chúng ta sẽ thân bài 2 chúng ta sẽ có cái cấu trúc nè. Thân bài 2 chúng ta sẽ có cái cấu trúc viết trong phạm vi là 90 từ, nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu cái từ nào? Additionally hoặc là gì? In addition hoặc là từ gì? Furthermore. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái gì đây? Bỏ cái ID 2 vào đây và chúng ta cũng sẽ làm tương tự là gì? Giải thích. Không, nếu mà không tìm được ví dụ thì chúng ta có thể giải thích. Đó. Ok, như vậy cái template như vậy mình sẽ biết như vậy là chắc chắn cái bài essay này ăn ăn cái điểm 7 chấm 7 chấm 5 rất là dễ ha. Besides là nó là văn, nó là spoken language rồi. Viết thêm overall rồi nghĩ là đẹp à. Overall là cái phần kết bài. Ở đây các bạn có muốn biết phần kết bài không? Còn không thì thôi chúng ta nghỉ cái livestream ở đây. Thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn cái phần viết kết bài cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký cái livestream cho ngày mai lúc 8 giờ rưỡi. Sắp lên 9.000 rồi mọi người ơi. 9.000 lượt like, còn 300 lượt like, lượt thích nữa là đủ 9.000, cho đủ luôn, số lên tròn số 9 cho nó đẹp nha. Dạ mai tiếp đi thầy. Ok mai chơi tới nóc luôn. Mai reading mà thầy. Ok mai reading thì trước khi mà reading thì mình sẽ hướng dẫn cái phần viết kết bài cho mọi người khoảng 15 phút, và sau đó chúng ta sẽ vào cái phần reading. Vậy bạn nào thả ha ha nhiều dữ vậy trời. Overall ngày mai chuyển qua reading luôn. Ok, ngày mai reading K10 nha mọi người. Rồi mọi người về thực hành, mọi người lấy idea này nè. Rồi mọi người lấy tập và ghi lại cái idea này và mọi người tập triển khai nha. Rồi cái idea thứ hai đâu rồi? Nó lạc trôi rồi. ID 2. À ID 2 nè. Rồi mọi người lấy tập ghi lại cái ID 2 nè, rồi mọi người tự triển khai nha. Đây ID 2 đây. Rồi mọi người ghi cái ID này lại cho mình. Rồi, đây cái chỗ này nè. Mọi người note lại cái ID 2 và mọi người tập triển khai theo cái phương pháp mà mình vừa chỉ đó.
Ok, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã dành thời gian xem cái livestream này của thầy. Sao nữa? 21564417 35. Trời ơi, đặt cái tên user gì mà chán vậy em? Đặt cái tên gì để cho nó gọi cho nó dễ nè. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Rồi các bạn lấy tập ra, rồi lấy viết ra và ghi lại cái idea 2 này, rồi các bạn thực hành với cái idea 2 này với cái phương pháp mà mình vừa chỉ. Đó là chúng ta sẽ gì đây? Đưa ra cái idea 1, đưa ra cái idea 1 hoặc idea 2, sau đó chúng ta sẽ giải thích khi nào mà nó rõ ơi là rõ và cảm thấy nó không có thiếu cái gì nữa thì thôi. Rồi các bạn có thấy cái phương pháp này viết nó dễ dàng không? Nó có khó khăn cái chỗ nào không? Em đang ngu là không biết ghi làm sao. Tập đâu, viết đâu, lấy tập lấy viết ra, ghi ra. Mai 8 giờ hả thầy? À, mai 8 giờ 30 nha. Tại vì 8 giờ lúc đó là mà thầy vừa vừa mới dạy xong online. Phải có thời gian nữa, nghỉ ngơi 30 phút mới có năng lượng để livestream chứ. 8 giờ 30 ngày mai mình sẽ đăng cái sự kiện livestream đó mà mình ghim lên trên cái kênh của mình, rồi các bạn vào đó subscribe vào trong đó là được. Nghĩ thôi này. Ok chưa? Rồi ghi cái này xong rồi chưa? Và chờ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây nha. Rồi đủ 10.000 lượt like luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người cứ tích cực bơm tim, bơm like, bơm bất cứ cái gì để cho mình có động lực. Mình chia sẻ kiến thức trong cái đợt Covid kéo dài này. Ngày mai mình sẽ làm về cái reading thực sự có tâm và chia sẻ tất cả những cái bí quyết và những cái mẹo làm tất cả các dạng làm sao để chúng ta có thể đạt được một cái điểm nhất định trong cái bài thi reading. Mai thầy live trên TikTok à? Ngày mai thầy sẽ live tiếp tục trên TikTok. Tại vì bây giờ đó, TikTok nó mình đang đăng ký bên TikTok và mình phải chờ thời gian nó khoảng 10 tới 15 ngày nữa thì họ mới xem xét rồi họ mới cấp cho mình cái quyền là mình like trên máy tính. Nếu mình like trên được máy tính á, like trên được laptop á thì nó quá là ok luôn, hình ảnh nó full HD, mọi người coi nó cực kỳ dễ hiểu. Lịch học sau thầy ơi. À, lịch học là em vào cái kênh TikTok của thầy em thấy là mình sẽ học thứ tư, thứ sáu và thứ bảy nha. Lúc 8 giờ rưỡi. Ok chưa mọi người? Mọi người còn có vấn đề gì thắc mắc nữa không? Không có thì mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây nha. Hẹn mọi người vào ngày mai lúc 8 giờ 30. Overall ngày mai mình sẽ hướng dẫn luôn cái phần viết overall nha. Ngày mai thầy live trên TikTok. Thầy dạy viết overall đi ạ. Ngày mai 15 phút mình sẽ học viết overall của cái phần bài này, của cái dạng này. Bây giờ là cũng 11 giờ 15 rồi. Thầy ơi, thầy có hướng dẫn speaking. Đợi từ từ. Mình từ từ em, ngày hôm nay kỹ năng writing, ngày mai reading, ngày từ từ tới speaking. Tham thì thâm đó, cứ từ từ thôi. Kiến thức thì chúng ta phải để cho nó ngấm, nó phải ăn sâu vào trong người mình thì mình mới học nó mới hiệu quả được. Chứ mình hôm nay mình học kiến thức mới, ngày mai lại kiến thức mới thì quá nhiều, mình nạp như vậy thì nó sẽ không hiệu quả đâu, rồi vài hôm sau nó quên hết. Chắc chắn là sẽ có là phần speaking rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem cái buổi livestream này nha. Mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây và chúc mọi người ngủ ngon. Và ngày mai mọi người nhớ vào xem cái livestream này trên cái kênh TikTok lúc 8 giờ 30 và mình sẽ làm về kỹ năng reading. Thì 15 phút đầu mình sẽ dành thời gian mình làm hướng dẫn viết phần kết bài của cái dạng opinion này. Và tất cả những cái livestream này mình sẽ ghi hình full HD và sau đó mình sẽ đăng lên trên cái kênh IELTS Writing Thầy Hiếu trên YouTube để cho mọi người có thể xem lại từ đầu đến cuối, và cũng như là những cái bạn nào không xem được cái livestream từ đầu. Tạm biệt mọi người nha, hẹn hẹn mọi người tối mai lúc 8 giờ 30.